Thưa quý vị, Nghị quyết số 108 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025, trong đó có nội dung xây dựng hệ thống nước sạch sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, sau hơn một năm triển khai thực hiện, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt của người đồng bào dân tộc thiểu số tại một số địa phương cơ bản đã được khắc phục. Những năm trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Vạn ngụ tại tổ 3 xã Bình Ba, huyện Châu Đức sử dụng nguồn nước từ giếng khoan để sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, nước giếng này bị nhiễm phèn nên không thể sử dụng để ăn uống mà gia đình phải mua nước bình để sử dụng. Từ khi được lắp đặt đồng hồ nước và được sử dụng nguồn nước máy, gia đình bà Vạn rất vui vì có nguồn nước sạch sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, đảm bảo sức khỏe. Xài nước giếng mà phèn dữ lắm, sợ ăn uống rồi cái uống là cô bệnh thêm. Mấy nhà nước nói là vô nước nó cũng sạch sẽ đi, mình ăn uống mình cũng không có phải sợ, không phải đóng tiền, mấy nhà nước cũng miễn cho mình. Xã Bình Ba, huyện Châu Đức có 504 hộ, trong đó có 126 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Trong số 126 hộ trên địa bàn xã, còn 34 hộ đang sinh sống tại ấp Suối Lấp là chưa có nước sạch sử dụng. Từ khi triển khai nghị quyết số 108/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các công trình đầu tư đường ống nước sinh hoạt cho bà con tại khu vực này đã được tiến hành nhằm cung cấp nước sạch cho các hộ đồng bào đang sinh sống tại đây. Cơ bản thì bà con sử dụng cái nước giếng khoan và giếng đào thì nó cũng gặp những cái bị phèn chua hoặc là nó cũng chưa có đáp ứng được cái nước sạch. Bà con cũng rất là phấn khởi khi mà được hưởng thụ cái nghị quyết 108 của Hội đồng dân tỉnh về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho bà con rất là vui mừng. Thưa quý vị, trong chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025, theo nghị quyết số 108 năm 2021, thị xã Phú Mỹ đã có 12 công trình hệ thống nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng phục vụ nước sạch cho 408 hộ đồng bào sinh sống tại xã Sông Xoài, Châu Pha và phường Hắc Dịch. Trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tập trung nhiều nhất tại xã Sông Xoài với 271 hộ. Theo anh Quang, khi chưa có công trình cấp nước sạch, gia đình anh cũng như bà con xung quanh đều sử dụng nước giếng, mà nước ở đây hầu như bị nhiễm phèn. Nay có nước máy về, được có đồng hồ miễn phí và giá nước rẻ. Bà con được dùng nước sạch rất phấn khởi. Thuận tiện hơn, nước sạch hơn. Nước sạch hơn, mình chủ động muốn lúc nào có cúp điện đồ mình cũng có nước mình xài. Đó, nước cũng mạnh nữa, mạnh với sạch. Nước máy thì mới cái gần đây thôi. Và xưa là nước kiểu như là không có nước, chưa có nước máy thì một lần mà cấp điện rồi là không có nước xài. Dạ, và thì em bơm nước từ nước giếng lại. Còn bây giờ là nếu mà cấp điện thì mà nước máy thì cấp vô thì vẫn xài bình thường. Cho nó tiện hơn cái đó. Tiện với nó ổn định á. Trên địa bàn mình là bà con chủ yếu làm ngành nông nghiệp rất nhiều. Công trình điện nước và các công trình các tuyến đường. Nước thì nó các tuyến đường thì nó hỗ trợ cho các ấp đều có những cái tuyến đường nước đi qua. Từ ngày mà điện nước vô là giúp cho bà con phát triển kinh tế rất nhiều, tại vì họ chủ động được hết. Giả sử từ tuyến đường điện rồi nước thì bà con đều chủ động được cái công tác tưới tiêu. Từ khi triển khai thực hiện nghị quyết số 108 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã có nhiều hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vẫn còn 45 hộ 80 nhân khẩu đang sinh sống tại ấp Gò Sầm, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, chưa có nước máy sử dụng. Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Hoa, ngụ Vực Len, thuộc ấp Gò Sầm, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, đã sử dụng nước từ giếng khoan này hơn 15 năm qua. Cũng như ở các địa phương khác, nước giếng bị nhiễm phèn nặng nên chỉ sử dụng trong tắm giặt. Còn nước để dùng trong nấu ăn và uống, gia đình chị phải đi mua nước bình về sử dụng với chi phí trung bình gần 300.000 một tháng tiền nước. Nguyên nhân là dự án đường nước sinh hoạt tại khu vực Len, xã Láng Dài cần điều chỉnh đường ống tăng thêm 2,9 km và kinh phí vì vậy tăng lên 3 tỷ đồng so với dự toán được duyệt trước đây. Cũng rất là khó khăn là mình phải đi mua nước để ăn, để uống. Chứ còn nếu mà ăn uống thì không có nấu được, chỉ là sinh hoạt, tắm giặt thôi. Mỗi lần mà nấu nướng lên là nó phèn, nó đóng vô cái ấm điện á,
hoặc là cái nồi nó nóng ghê lắm. Còn không hả, nếu mà mình muốn nóng nước trà là cái nước giếng mình nóng có được, nấu lên một lát cái bỏ trà là cái màng nó nổi lên vàng hết luôn. Là mình phải nấu bằng nước bình, phải nấu với lại ăn nó uống là phải bằng nước đi đổi, đi mua nước. Cũng sợ bệnh lâu ngày rồi cái bao tử của mình đó, thấy cái ấm mà nó còn đóng cả lớp vậy thì cái bao tử của mình nó như thế nào nữa, nên không có dám xài. Cũng mong muốn là kiểu như là nhà nước quan tâm có nước sạch rồi cho tụi em đỡ vất vả phải đi mua nước uống. Còn gia đình bà Đào Thị Thanh ngụ ấp Gò Sầm, xã Láng Dài phải sắm thêm dàn máy lọc nước trong nhà để lọc nước nấu ăn và uống. Theo bà Thanh, nước giếng nhiễm phèn nhiều nên chỉ trong vòng 3 năm bà đã phải 2 lần thay cục lọc trong máy lọc với lý do phèn đóng dày đặc, không thể lọc được nước. Còn cái nước giếng này chỉ dùng để xài đỡ thôi, chứ mà không có thích hợp hơn là nước máy. Khó khăn trong sinh hoạt, ăn uống là phèn, không thể nào sử dụng được. Trong khi đó là mình sẽ cần nước máy là hỗ trợ thêm để xài cho nó sạch, an toàn hơn. Phèn quá, nó lắm phèn gì đâu, bận, mình giờ thấy ghê lắm. Cô cũng mong muốn vậy đó, hỏi có nước sạch thì cũng đỡ, mình hỏi đi mua, đỡ tốn kém. Thì trong thời gian qua, thì các hộ đồng bào dân tộc ở khu vực len của ấp Gò Sầm, chủ yếu là sử dụng nước giếng để mà sinh hoạt. Tuy nhiên thì ăn uống thì cũng phải mua nước lọc, vì nước giếng ở đây thì không đảm bảo nó phèn nhiều. Thì trong những năm qua thì địa phương cũng đã kiến nghị các cấp để hỗ trợ cho bà con cái hệ thống đường ống nước máy để bà con có nước để sinh hoạt trong cái cuộc sống. Thì đến thời điểm hiện nay thì bà con vẫn còn phải sử dụng nước giếng bơm để sinh hoạt. Bà con cũng gặp nhiều cái khó khăn trong cái cuộc sống, bởi vì nước thì mùa nắng thì nó gặp hạn chế, mùa mưa thì bà con hứng nước mưa sử dụng. Từ chỗ đó thì cũng cái vấn đề mà nước sạch trong cái khu vực ở tổ ba tổ 32, 33, 34 của ấp Gò Sầm cũng cần sự hỗ trợ của các cấp các ngành để cho bà con có cái nước máy để sử dụng sinh hoạt cho nó đảm bảo vệ sinh. Hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân vùng dân tộc thiểu số là một trong những chính sách được triển khai thực hiện hiệu quả ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Bởi đây không chỉ là nhu cầu thiết yếu và phù hợp với thực tiễn, mà qua đó còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Thưa quý vị, để đưa nghị quyết Hội đồng Nhân dân vào cuộc sống, làm tốt việc chăm lo các chính sách cho người đồng bào dân tộc, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cần có giải pháp để sớm đưa nước sạch đến những hộ dân còn đang thiếu nguồn nước sạch trong sinh hoạt. Đến đây chương trình Tài nguyên và Môi trường xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.